Đây, xin chào tất cả các bạn. Đây là cặp kính của Dream. Dream tên lửa 7 số. Cực đẹp luôn nha. Đây. À, bao chắc. Rất là đẹp, không có chày xước luôn. Chưa có chày xước miếng nào. Rất đẹp nha. Đây. Chân ốc ác cao su còn đẹp hết. Hàng này rất là khó kiếm nha các bạn. Lâu lâu mới có được một cặp kính là đẹp không chạy xước nha. Mặt sau là đẹp luôn không chạy xước. Tại vì xe đâu có chạy đâu mà chạy xước phải không? Ok, đây là kính Dream Thái tên lửa 7 số. Rất đẹp nha. Phương thức mua hàng của bên mình là chuyển tiền trước, nhận hàng sau, không ship code. Và lưu ý nha. Nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để thường xuyên theo dõi kênh video của mình sẽ cấp. Duy nhất chỉ có một cặp kính Dream Thái thôi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.